Quý vị đang theo dõi chương trình tài chính của Đài Liên Hợp Sài Gòn TV. À, chúng tôi hôm nay được à, có sự có mặt của chị luật sư Kim Lưu à, đăng bàn về vấn đề à, di trú. Và nhất là đề tài PIP tức là Parole in Place. Đây là một đạo luật mới được vừa được thông qua ngày 17 tháng 6 năm nay. Và chúng tôi à, xin quý vị theo dõi để ý. Và nếu mà có thân nhân À, thì phải liên lạc với lại à, những văn phòng luật sư, à, nhất là chị Kim Lưu, một người có cái à, chuyên môn về vấn đề à, di trú. À, chúng tôi cũng được biết là văn phòng của chị bên cạnh vấn đề mà immigration, PIP chị cũng làm à uh, asylum, chị làm uh, tất cả những cái hình thức di trú khác nữa. Dạ yeah, đúng vậy, cái công ty yeah. của Kim là Reeves Immigration Law Group. Dạ. Yeah. Uh, công ty của em có văn phòng tại uh, Pasadena, Los Angeles, uh, San Francisco, Walnut Creek, yeah. uh, tại Philippines và Trung Quốc nữa anh. Wow. Yeah yeah yeah. <laughs> law firm. yeah 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 đúng vậy yeah đúng vậy và những người luật sư trong cái law group của em hoàn toàn là chuyên chuyên môn và là chuyên chuyên gia về YouTube trú. Yeah uh, yeah nhưng mà Tất Không cả có làm cái việc thú, khác, chỉ có là gì trú và thôi. Và tất cả mọi hình thú di trú. Đúng vậy. Hôm nay mình nói chuyện về đề tài uh, PIP, nhưng mà nếu trường hợp quý vị có những cái uh, nhu cầu, thí dụ như là EB5, là EB123, uh, whatever. <laughs> hoặc là quý vị có thân nhân mà đang seek uh, asylum cũng vậy, có thể Đúng liên vậy. lạc với văn phòng của chị Kim Lưu. Uh -huh. uh, bây giờ trở lại đề tài mình nói chuyện xong đó là chúng tôi có thắc mắc là thế này, nếu mà trường hợp Tôi mình tôi cứ đặt trường hợp ví dụ của tôi đi. Okay. Dụ, tôi có một người thân nhân à, sang ở bên Pháp xong rồi sang đây đi đi uh, đi du lịch. Yeah. Xong rồi thấy bên Mỹ uh, sướng quá cho nên ở lại bên này hơn mười mấy năm rồi. À, bây giờ người ta muốn apply cho chương trình PIP này thì uh, như hồi nãy chị nói là những người mà tourist mà visa không được apply nhưng mà người, này, người ta người ta hỏi là làm sao chính phủ biết được chúng tôi nói là tôi trốn sang mà. <laughs> thì những người mà nhập cảnh vào Mỹ đó, yeah. ok sẽ được bị kiểm tra hải quan, yeah. ok thì trong cái sự kiểm tra hải quan đó đó là họ sẽ là chụp ảnh lăng tay và ừ. họ giữ hết giấy tờ của mình, yeah. ok nếu mà một người đã qua lậu rồi đó thì không có cách nào mà chính phủ biết phải không? không có giấy tờ không có giấy tờ mà phải không? thì trong cái tình trạng của anh đó nếu mà anh có một người thân nhân tại pháp đó mà đã qua hai chục năm nay rồi mà đã ở quá hạn quá hạn cái visa cái thị thực du lịch đó, ok thì cái người này có thể xin thức không? Không được, không được, tại vì người đó đã qua đã nhập cảnh à, mà có giấy tờ, okay, phép là chỉ dành cho những người mà nhập cảnh mà không có giấy tờ yeah, phải không? Yeah, yeah. Mà mình 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 mình, mình mình nói thêm uh, về cái vấn đề của của thân nhân của anh đi. Nếu mà người thân nhân này từ Pháp đó đã qua đây 20 năm rồi mà trong cái thời gian này đó đã có không bây giờ mình nói 21 năm đi. 21 22 năm đi. Nếu mà cái người này đó trong 21 22 năm nay đó đã đóng cưới với là một người công nhân Mỹ đó thì họ có thể trực tiếp xin thẻ xanh không cần phép những người mà đã nhập cảnh vào Mỹ mà có thị thực, okay? mà có có phép giấy phép đó, yeah. tuy rằng họ đã ở quá hạn cái visa của họ, thì họ có, nhưng mà họ có thể bất cứ lúc nào xin một cái thẻ xanh nếu mà họ có đóng cưới với là một người công nhân yeah. Mỹ. Bây giờ thí dụ cái người này không có đóng cưới mà có sinh ra một đứa con nếu mà sinh ra một đứa con tại Mỹ mà đứa con này á là đã 21 tuổi trở lên á mà trong bao nhiêu năm nay đó là cái người thân nhân của anh chưa có thẻ sinh, chưa có gì hết á thì cái người đứa con 21 tuổi đó có thể bảo lãnh cho cái người cha mẹ của họ cái đó là người thân nhân của anh đó. Dạ. nhưng mà bảo lãnh như vậy thì là người người cha người mẹ hay là người cha đó có cần phải về lại nước mình không hay không là cần được bảo lãnh tại chỗ không cần. Yeah. Cái quyền lợi của mình đó yeah. là tùy theo mình đã vào Mỹ bằng cách nào. Yeah. Mình đã nhập cảnh bằng cách nào. Yeah. Nếu mà mình nhập cảnh mà không có giấy tờ, không có không có phép thì tuy rằng mình đóng cưới với là một người công nhân Mỹ, mình có công nhân Mỹ. Nếu mà mình ở Mỹ hơn 6 tháng hoặc là một năm á mà mình muốn xin thẻ xanh á thì mình phải trở về Việt Nam. Dạ. Yeah. Nhưng nhưng mình không có thể trở lại. Mm. Mình không có thể trở lại. Yeah. Ít nhất á là 10 năm. Dạ. Yeah. Wow. Ít nhất á, là yeah. 10 năm. Dạ. Yeah. Ok? Mà nếu mà mình đã nhập cảnh mà một cách hợp pháp có giấy tờ, có visa, có thị thực ha. Mà cái visa của mình đã hết hạn rồi đó. Thì mình có thể xin thẻ xanh bất cứ lúc nào nếu mà mình đã đóng cưới với là một người công nhân mỹ. Dạ. Yeah. Nhưng mà trong trường hợp như vậy thì là cái người đó có cần phải stay married không hay là mình divorce rồi thì nó có mình có được hay không? Thí dụ như là mình đóng cưới mà ở được uh, 10 năm không có con cái gì cả uh -huh. nhưng bây giờ divorce rồi và stay single thì như vậy trường hợp như vậy thì là mình có xin được thẻ xanh hay không? Cái câu hỏi đó là một câu hỏi rất là rất là, là 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 hay. Là tại vì có nhiều người cộng đồng của mình á, ở trong cái tình trạng này. Đúng không? <laughs> đúng. Ở trong tình trạng này. Yeah. Mình hy vọng là một người khách hàng của mình nó hỏi mà họ đóng cưới thì họ sẽ luôn luôn vui vẻ. Đúng không? Đúng. Nhưng mà nhiều khi đó là hai người không có hiểu nhau hoặc là cãi lộn ha thì không có muốn đóng cưới nữa thì thường thường á là nếu mà mình cái visa của mình hết hạn mà mình đã đóng cưới với là một người công nhân Mỹ, mình có thể, thể, thể à, mình có thể là xin thẻ xanh. Yeah. Ok, qua cái người chồng, hoặc yeah. là người vợ công nhân Mỹ đó. ok Nếu mà mình xin thẻ xanh á trong 2 năm á. Ok, trong 2 năm à, cái thời gian 2 năm mà mình đóng cưới với cái người này đó, người công nhân Mỹ đó. Yeah thì chính phủ Mỹ sẽ cấp cho mình thẻ xanh 2 năm. Ok? Yeah. Sau đó đó, 3 tháng trước khi cái, 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 cái thẻ xanh 2 năm của mình hết hạn á, là chính phủ Mỹ buộc mình là phải nộp một cái đơn gọi là I-751 để chứng minh á, chứng minh là mình tiếp tục đóng cưới vui vẻ hoặc là mình đã ly dị, hoặc là mình đã bị bỏ rơi, đúng không? thì Kim thấy rằng á là rất là nhiều người trong cộng đồng mình á đã bị bạo lực gia đình, hoặc là bạo hành đã bị người vợ hoặc là chồng à, hành hung mình phải không? thì những người này đó có thể là trực tiếp xin thẻ xanh dưới cái viện gọi là Violence Against Women Act. VAWA. Yeah, Vào yeah okay Tại vì có rất là nhiều người cộng đồng á, họ rất là sợ hãi. Họ sợ là họ không có giấy tờ. Họ sợ bị trục xuất. Nếu mà cái người vợ hoặc là chồng á, là một người mà đã hành hung mình á, mà đã đa dọa mình sẽ đuổi ra nhà hoặc là trục xuất về Việt Nam đó chính phủ mỹ cho mình cái quyền lợi để xin một cái thẻ xanh mà không cần nhờ yeah. cái, ừ. cái người vợ cái chồng người công vợ chồng. nhân mỹ yeah, yeah. đúng vậy yeah, yeah. và mình có thể là xin cái thẻ xanh này trong bất cứ lúc nào mình không cần đợi một năm mình yeah. không cần đợi, cần đợi hai năm yeah. ok yeah. em muốn nhấn mạnh là cái chuyện gia đình Việt Nam trong cộng đồng nó rất là phức tạp đúng đúng nó rất là phức tạp OK nó rất là phức tạp Bây giờ mình để trở lại cái đề tài mà we got carried away so we did we did we did mình có thể nói cả ngày được Bây giờ cái đề tài mà PIP đó có những điểm nào mà quan trọng mà chị luật sư Kim Lưu có thể nhấn mạnh với lại khán giả được không? OK thì cái điểm mà rất là quan trọng á là bạn phải biết rằng là thứ nhất cái luật này có áp dụng trong cái tình trạng của bạn không là tại vì á, mỗi lần nước Mỹ ra một cái chính phủ Mỹ ra một cái luật mới đó yeah. thì rất là nhiều người bị được lợi dụng yeah. ok thì các bạn phải phải nhớ rằng là nếu mà mình đã qua Mỹ bằng cái visa mà cái visa của mình đã hết hạn rồi thì cái chương trình này nó không có áp dụng ở trong cái tình trạng của bạn yeah. mình phải okay. trốn lậu đi lậu. Phải trốn lậu đúng vậy đó là cái chính của cái 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 luật là à, quý vị là dân đi lậu thì mới được chương trình này apply đến còn quý vị mà có visa sang đây bằng hình thức uh, du học hoặc là du khách thì đúng vậy quý vị không được uh, không được apply for chị Kim Lưu có đưa ra một điều rất là hay là mỗi lần mà tại Mỹ có một cái luật nào mới ra đó thì sẽ có rất là nhiều người muốn scam quý vị đúng uh, for money à, quý vị uh, quý vị trả tiền cho chúng tôi đi chúng tôi không cần đặt câu hỏi không cần chúng tôi giải quyết được à, xin quý vị lưu ý và cẩn thận trong vấn đề chọn lựa người luật sư cho quý vị à, chúng tôi sẽ mời chị Kim Lưu trở lại với chương trình để nói chuyện thêm những đề tài khác trong tương lai à, hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới xin nhờ chị Kim Lưu chào khán giả dạ yeah, cảm ơn um, uh, quý vị <laughs> yeah, thank, you. Thank, thank you thank you so mọi much mọi